Thổi bong bóng bằng băng keo nano mấy bữa nay thì quá hot rồi. Nhưng mà có ai nhớ đến trò chơi tuổi thơ này không ta? Đây là một tiếp keo để thổi bong bóng. Ngày xưa thì đi học tôi nhớ trong căng tin cũng có bán luôn á. Hoặc là đi ra mấy cô tạp hóa gần nhà thì đều có cái món này luôn. Keo này thì mình nặn ra, sau đó cuộn cuộn lên cái đầu ống hút nè, và cố gắng đừng cho nó hở nha. Sau đó thì mình sẽ thổi lên thành một cái bong bóng. Tuy nhiên là tôi thấy cái bong bóng này thì chơi sẽ không được lâu như là bong bóng nano các bạn. Với lại thì mình cũng không có được cho các topping hay là cho những cái kim tuyến vào. Cùng tôi thổi thêm một cái bong bóng mới nữa nha. Lần này thì tôi sẽ lấy nhiều keo hơn và sẽ thổi cho nó thật là to hơn nè. Và tôi đã được một cái bong bóng cũng khá là to và cũng được trở về tuổi thơ với cái món đồ chơi này. Bây giờ thì sẽ thổi thêm một cái nữa. Và cái cuối này thì tôi đã thổi ra được một cái hình. Các bạn thử nhìn và đoán xem đây là hình gì nha. Nhớ comment xuống phía dưới cho tôi biết. Và sau đó thì mình chơi được một chút, mình cũng sẽ bóp nát nó luôn vì nghe cái tiếng nó rất là hay. Nhớ follow để xem video tiếp theo nha. Đã lâu rồi mới mua slime về chơi. Cùng tôi mở cái hộp slime này nha. Tôi mới nhận được ngày hôm nay luôn. Bên trong thì sẽ có một cái gói bột borax như thế này nè. Tiếp theo là chúng ta sẽ có 6 cái hũ slime bé xíu mini thôi các bạn. Nhưng mà cái màu của nó rất là đẹp nè. Slime này là một loại slime rất là cơ bản, đó là slime trong các bạn, chắc là làm từ keo trong rồi. Hồi nãy thì tôi nói nhầm có 7 hộp mini lận nha, chứ không phải là 6 hộp đâu, và tôi mua giá cũng rất là ok. Mở hộp slime đầu tiên màu xanh da trời thì tôi thấy keo còn rất là lỏng và còn dính nè, cho nên là đã pha bột borax để chúng ta sẽ làm slime lại. Và sau đó đã có một cái slime trời rất là đã như thế này. Tiếp theo đó là hộp slime màu hồng nha, cũng làm y chang cách như vậy thôi. Và slime màu hồng đã ra đời, nhưng mà có một điều là những cái slime này nó không còn trong như trước nữa, thì chúng ta sẽ để trong hộp, chắc là 2-3 ngày nó sẽ trong lại các bạn. Rồi đến cái slime màu tím này nha. Hôm nay thì tôi sẽ làm 3 hộp slime chơi tạm thôi. Nếu các bạn thích thì nhớ là follow và like cho video nha. Một cuốn sổ tay nhỏ xíu nhưng mà chứa hơn 100 sticker.
Hello các bạn nha, hôm nay thì tôi sẽ chơi búp bê giấy và đây là những cái sticker người ta cho sẵn, chúng ta sẽ dùng kéo và cắt ra. Trong này thì có rất là nhiều những cái bộ quần áo cũng như là phụ kiện cho búp bê, nhìn mê luôn á các bạn. Tôi đã chọn được 3 bản búp bê này nè, thiệt là siêu cưng luôn á. Nhưng mà cái màn cắt ra thì hơi oải một tí xíu cho nên là tôi đã cắt sẵn cho các bạn rồi nè. Đó, mỗi bạn sẽ có 2 bộ đồ cùng với những phụ kiện. Bây giờ chúng ta sẽ dán những mặt búp bê này vào giấy và bắt đầu chơi thay đổi trang phục nha. Hồi xưa là tôi mê nhất cái trò này luôn á. Một bộ thì tôi có thể chơi lại mấy chục lần luôn các bạn, cho đến khi nào mà hết keo thì mới thôi. Còn bây giờ thì tôi thấy sticker quá trời là nhiều mẫu mã luôn, mà mẫu nào cũng đẹp hết, giá cả thì lại phải chăng nữa, nên các bạn tha hồ có thể chơi nha. Rồi tự nhiên cho thiếu một đôi giày làm tôi phải trổ tài vẽ luôn nè. Mà tôi đã thay qua bộ thứ hai cho mấy bạn búp bê này luôn rồi đó. Còn mấy bộ cũ thì tôi đã treo lên sào đồ rồi. Một buổi trình diễn thời trang với búp bê giấy. Đầu tiên chúng ta phải dùng kéo để cắt những cái cô búp bê này ra và những cái bộ quần áo được các bạn. Ở đây tôi có 5 tờ nhưng mà tôi sẽ làm 2 tờ giấy này trước nha. Tại tôi đã lựa 2 cô người mẫu rất là đáng yêu. Một cô thì đầm thắm dễ thương, còn một cô thì rất là cá tính. Và mỗi cô đều có những bộ đồ thiệt là xinh xắn luôn, các bạn cùng xem nè. Diễn cái bộ đồ công sở này thì phải kèm thêm một ly cà phê và một miếng bánh. Và cuối cùng là một bộ đồ của Verdette nè các bạn. Trời ơi nhìn dễ thương quá chừng luôn á. Tiếp theo là cái cô nàng cá tính này thì tôi sẽ đi từ những bộ đồ đơn giản cho đến những bộ đồ mà nó lộng lẫy phức tạp hơn nha. Đó như bộ đồ này nè, trời ơi nhìn như là công chúa băng giá vậy đó. Nhưng mà chưa giống đâu, đây mới là giống nè các bạn. Công chúa băng giá chính hiệu rồi nha. Cùng nhìn ngắm lại bộ sưu tập ngày hôm nay và nhớ follow tôi để xem 3 cô nàng tiếp theo và những bộ sưu tập sau nha.